giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị lãnh đạo và các cơ quan sau đây đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng đến tang lễ ba của chúng tôi. Thứ nhất, vòng hoa của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, vòng hoa thứ nhì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ba vòng hoa của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bốn Ban Tuyên giáo Trung ương và Tiến sĩ Đinh Thế Vinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban. Năm, vòng hoa của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Sáu, vòng hoa của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Bảy, Chánh án Tòa án Tối cao Bí thư Trung ương Đảng Trương Hòa Bình. Tám, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thành Hải. Chín, vòng hoa của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mười, vòng hoa của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 11, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh. 12, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. 13, Ủy ban Quốc gia Người Việt Nam ở nước ngoài. 14, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng hơn 500 cơ quan đoàn thể trường đại học đã tận tình chăm sóc cứu chữa ba tôi suốt trong những ngày đau cuối cùng của ông. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm và chịu trách nhiệm mọi chi phí điều trị cũng như tang lễ cho ba chúng tôi. Gia đình chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh, Ủy ban Nhân dân phường 24 quận Bình Thạnh đã nhiệt tình và chú đáo phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ ba chúng tôi được chu toàn, trang nghiêm và ấm cúng. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn các anh chị, thứ nhất là những người đã sát cánh với chúng tôi như anh Nguyễn Đắc Xuân, chú Thùy, anh Hồ Thủy Tinh và chị Kim Cương, cháu Tina Thiên Nga, cũng nhớ những người khác như được cháu Nguyễn Thành Na và em Bình, tất cả những người đã xa cánh chúng tôi trong thời gian chuẩn bị tang lễ và những người bạn thân thiết mà chúng tôi không thể kể hết tên ở đây: Thượng tọa, Lễ Trang và các sư, các em cháu và học trò gần gũi của ba chúng tôi đã tận tình quan tâm chăm sóc ba chúng tôi suốt những ngày đau bệnh cuối cùng của cuộc đời, đồng thời đã tận tâm chuẩn bị và tổ chức rất chu toàn tang lễ cho ba chúng tôi theo tinh thần di nguyện của ông. Một lần nữa xin tất cả quý vị nhận từ gia đình chúng tôi lòng biết ơn từ đáy lòng. Trong lúc tăng gia có bối rối, không tránh khỏi sai sót ngoài ý muốn, kính mong được nhận tình tha thứ. Cuối cùng, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan và cá nhân đã phúc chiếu số tiền tổng cộng là không biết là bao nhiêu. Theo di nguyện của ba chúng tôi, toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng làm quỹ Trần Văn Khê trong ngày mai theo đúng quy định của pháp luật. Và về tiểu sử thì có lẽ là tôi cũng không cần nói rõ là ba tôi là người như thế nào, tất cả báo chí và truyền hình đã thông báo. Còn trong những ngày qua thì đây là để thông ngắn lại cái thời gian để mà điếu văn là chúng tôi không có nói rõ. Thì ai cũng biết rằng ba tôi là những người đã hy sinh cả cuộc đời cho văn hóa Việt Nam, cho âm nhạc Việt Nam. Và có một điều là có lẽ là ít ai biết được rõ là ba là người cha sinh ra tôi, thứ hai ba là người thầy của tôi, thứ ba ba là người đồng nghiệp của tôi. Đã vì trong 50 năm tôi và ba tôi và tôi đã sát cánh với nhau trên những thao trường quốc tế để mà vinh quang làm vinh quang âm nhạc Việt Nam.
Nhờ vậy mà thế giới ngày hôm nay biết rõ và đã tôn vinh âm nhạc Việt Nam qua 7 cái di sản văn hóa phi vật thể. Thứ nhất là 2003 nhạc cung đình Huế, thứ hai là nhạc dàn nhạc cổng chiêng Tây Nguyên 2005, thứ ba là di sản văn hóa Quan Họ 2009, ca trù 2009, hát xoan 2011, hát đơn ca đệ tử Nam Bộ lần đầu tiên ở Việt Nam chúng ta đã được có cái một cái di sản văn hóa phi vật thể vào 2013, 2014 thì có cái là hát ví dặm ở nghệ tĩnh, và hiện nay là tôi đã tham gia trong cái sự tiếp nối của cái con đường của ba tôi đi vạch ra, là tôi đã tham gia cái hát bài tròi ở miền Nam Trung Bộ 2015, và trong tương lai 2016 thì tôi sẽ tham dự về hát văn, tức là hát nhạc chầu văn lên đồng, và 2017 thì tôi sẽ tham gia vào hát Tây Nùng, tức là hát then của dân tộc Tây Nùng ở miền Bắc. Tất cả những chương trình đó là chúng tôi, ngoài cái việc ba tôi đã làm, tôi hiện nay sẽ tiếp tục con đường của ba tôi đã vạch ra, và làm sao cho cái trung tâm, cái ngôi nhà này sẽ trở thành là một cái trung tâm Trần Văn Khê chuyên về văn hóa nghệ thuật của miền Nam Nam Bộ. Xin cảm ơn các anh chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trưởng lão hòa thượng, giờ này theo chương trình lễ tang của giáo sư Trần Văn Khê đã được tấm định, đã đến giờ làm lễ di quan. Các tăng chủ ra trước ngài cung thỉnh hòa thượng quan lâm nơi nhân đường tuyên pháp ngữ Phật trần để hương linh được ân triêm tốt. Thank you.
trai ơi. Thank you.
bấy nhiêu hương hoa, thành kính thiết tha nguyện xin siêu thiên phục vị chánh độ cô linh trần quý công huy văn thế nguyên mãn hoa tân dầu thiên hướng thượng thọ cứu thập ngũ tuế từ trần ức nguyên ngũ nguyệt sơ cứu nhật sư thời thọ chung nương nhờ công đức a phục nguyện thuyền từ vượt biển đuốc tuệ soi dắt diều linh giác đến lạc phương cứu vớt sanh linh qua khổ ai lại nguyện cháu con hiện tại phước thọ biên trường pháp giới âm dương bát quyền bát gia đi biết bao thương tiếc nói gì giờ đây giữ hồn Việt bản sắc này công lao của bác càng ngày khắc ghi định hình bản sắc phát huy âm nhạc truyền thống những gì Việt Nam văn hóa ẩm thực vẻ vang văn hóa dân tộc Việt Nam tự hào lương sư hương quốc phụ đạo bác thế tiếp bước nêu cao tinh thần rồi đấy tuổi trẻ rất cần nói theo gương bác giữ hồn Việt Nam dây xuân sự dây nội lực đàng hoàng nguy cơ của quốc sẽ càng xa chiều qua của tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào qua thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ban tuyên giáo trung ương và tiến sĩ Đinh Thế Vinh, ủy viên Bộ Chính trị trưởng ban, chào qua của phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, chào qua của phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam, chánh án tòa án tối cao ủy viên trung ương đảng Trương Hòa Bình, thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và ủy viên Bộ Chính trị bộ trưởng bộ chính trị. Bí thư thành ủy Lê Thành Hải, dọc qua ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, dọc qua ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bộ văn hóa thể thao du lịch và bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, ủy ban quốc gia người Việt Nam ở nước ngoài, tổng lãnh sự nước Cộng hòa Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng hơn 500 cơ quan đoàn thể trường đại học, các văn nghệ sĩ và các cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong nước đã đến viếng, trong đó có đoàn đại diện quê hương Tiền Giang nơi ba chúng tôi chờ đợi. Gia đình chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến các y bác sĩ bệnh viện Nhân dân gia đình đã tận tình chăm sóc cứu chữa ba chúng tôi suốt những ngày đau bệnh cuối cùng của ông bố Hồ Chí Minh đã quan tâm và chịu trách nhiệm mọi chi phí điều trị cũng như tăng lễ cho lành cho ba chúng tôi. Gia đình chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao, Ban Tư quý Thành ủy, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh, Ủy ban Nhân dân phường 24 quận Bình Thạnh đã nhiệt tình và chú đáo phối hợp cùng gia đình tổ chức lễ tang ba chúng tôi được chu toàn, trang nghiêm và ăn cúng. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn các anh chị và bạn bè thân thiết, đặc biệt là những bạn mà tôi rất là đặc biệt cảm ơn là anh Nguyễn Quốc Phương, bác Thùy, anh Hồ Thiên Tinh, chị Thế Thanh, cháu Tina Thiên Nga, anh Nguyễn Nhã. Tất cả những người đó và những điều thông minh tất cả những điều rất như cháu Na, anh Bình,
bằng ăn, lo về ẩm thực, như là những người khác đã lo rất nhiều mà tôi không nhớ tên hết. Và đặc biệt là thượng tọa đại can và các sư đã hết lòng đi đến tụng niệm từ lúc buổi đầu cho tới bây giờ. Trước đây là thượng tọa đã đứng sau tôi đây, và các con cháu lần thứ nhất ở trong gia đình chúng tôi là tất cả gia đình từ các anh em, bốn anh em là còn tụng lại với nhau, và tất cả những con cháu từ ở Mỹ, ở Úc và ở Pháp là còn tụng trở về đây lần đầu tiên là có mặt. Còn chuyện của gia đình dòng họ Trần và Austin và cũng cảm ơn phía bên ngoài tôi là anh đại diện là anh Nguyễn Thiên Tiết là dòng dõi Nguyễn Thiên, và chúng tôi là trong gia đình chúng tôi là cụ Nguyễn Thiên Phương và tổ tiên năm đời ở trong gia đình của chúng tôi. Thì tất cả những người đó là được chúng tôi rất là cảm ơn, đã đi theo và đã đóng góp rất nhiều trong những ngày cuối cùng của ba tôi để tận tâm chuẩn bị và tổ chức rất chu đáo tang lễ và cho ba chúng tôi được theo tinh thần ý nguyện của ông. Một lần nữa xin tất cả các quý vị nhận từ gia đình chúng tôi lòng biết ơn từ đáy lòng. Trong lúc tăng gia coi có gì bối rối không tránh khỏi sơ sót, ngoài ý muốn sẽ kính mong được mình tình tha thứ. Cuối cùng, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ các cơ quan và cá nhân đã phúng yếu trong những ngày qua. Theo di nguyện của ba tôi thì chúng tôi thì toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng làm quỹ từ Nhãn Khê trong nay mai theo đúng tinh thần quy định của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn tất cả. Kính thưa Trương Linh, giờ này lửa trong thân của chân linh đã tắt, vì vậy phải nhờ lửa tam muội thiêu thân. Cuộc trần thế xoay vần muôn duyên nay xa hết, tuy nhiên chân tánh vốn không già không chết, theo nghiệp duyên sanh tử thân trầm. Hơi cá tâm biển rộng ai tầm, dấu chim thức trời cao nào biết. Sanh ly tử biệt một việc đau lòng, chỉ biết cầu mong Phật từ tiếp đầu. Nhớ thuở trước kim thân Phật tổ nhập kim lô làm lễ trà tỳ, nghĩ giờ này linh giác ra đi, đến ngõ thất làm nghi hỏa tán để rồi tứ đại phân tán linh cốt thâu hoàng, bảo bình mật tàng ngàn thu an nghỉ. Nhược nhân dục liễu tri tâm thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tâm nhất thiết di tâm tạo, an già ra đế già tổ ha, an già ra đế già tổ ha, an già ra đế già tổ ha. Nhập ma linh cửu thân hỏa Bye.
Thank you.